chào anh em nha. Hôm nay bên xưởng điện em mới có một con về, con Kuta 72. Đây, quay một dòng xe nét nó anh em. Ốc ác nó còn mới. 72, Kuta 72. Chuẩn hàng nghĩa địa anh em. Bên em hàng chính hàng nghĩa địa, không có qua sửa chữa gì hết nè. Tại vì trời đang mưa còn hơi tối, anh em chịu khó coi giùm nha. Rất là tối đó, thì ánh sáng bao hơi bao khói bao hàng nghĩa địa anh em ơi. Phát hiện ra chỗ nào mà nếu mà có qua sửa chữa thì em thừa anh em gấp đôi ha. Đây cửa ra còn rất là đẹp. Bơm này bơm thủy lực, bơm đôi anh em. Còn để làm gì thì em không biết ha. Một là đường vô, hai đường ra. Máy thì chuẩn hàng nghĩa địa nè. Kuta 72. Cái này em lấy tại bãi, máy thì màu xanh mà sao cái này nó màu xanh khác nha, khác lạ. Thì cái này chắc quý bên nước ngoài đặt tại bãi gì đó, nó đổi chân nền. Thì bên em mua sao em bán vậy, thì không có thay đổi cái phần nào, chi tiết nào hết. Cái này thì em nói bên phần danh dự uy tín của tài xưởng em. Mua sao em bán vậy, cái này test một đường đó, anh em coi rồi có mua hay là cần sử dụng thì em khắc phục chỗ này cho anh em. Con này thì không thành vấn đề gì, bao hơi bao khó cho anh em xài. Mua sao bán gì anh em ơi. Ốc bát còn rất là mới. Đây còn hàng đóng bụi nè, anh em coi ha. Kuta 72. Bên em thì bao hơi bao khó anh em xài. Nhu cầu sử dụng thì alo liên hệ trực tiếp em, thì em sẽ test đổ trực tiếp cho anh em kiểm tra. Để coi luôn. Rồi qua Zalo số này luôn anh em, 0918782120. Test trực tiếp cho anh em coi. Kuta 72 bảo đảm hàng nghĩa địa chính cống 100%. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Có nhu cầu sử dụng alo liên hệ em 0918782120. Zalo em xuống này luôn anh em. Rồi cảm ơn anh em.